Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 19 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Người dân và chính quyền Việt Nam mối quan hệ một chiều. Trong lần tuần lễ vừa qua, truyền thông Việt Nam và ngoài nước đã có nhiều bài viết về tân hoa hậu hòa bình quốc tế Nguyễn Trúc Thủy Tiên. Được trở thành hoa hậu quốc tế đầu tiên của Việt Nam và hiển nhiên ai nấy đều vui mừng và hãnh diện vì Thủy Tiên. Do đó, cô được chú ý đặc biệt. Nhưng cô còn được chú ý và quan tâm hơn nữa vì đã dùng 3 ngón tay để chào trong cuộc thi này sau khi cô phát biểu hùng biện về chủ đề chấm dứt chiến tranh và bạo lực. Cô nói bằng tiếng Thái Lan rằng hãy làm cho thế giới này thành một nơi tốt hơn cho mọi người rồi đưa 3 ngón tay lên để chào. Đây là hình ảnh Hoa hậu Nguyễn Thúc Thủy Tiên với hành động chào bằng 3 ngón tay. Sau khi cuộc thi hoàn tất, cô giải thích rằng cô hiểu tình hình chính trị tại Thái Lan, chẳng hạn những cuộc biểu tình và đấu tranh trong thời gian vừa qua, nên cô chỉ mong muốn mọi người giúp nhau để xây dựng một thế giới tốt hơn. Câu trả lời trên chắc không thỏa mãn nhiều người và tại Việt Nam lẫn Thái Lan, nhưng cũng nên hiểu cho Thủy Tiên, cách trả lời nào cũng không làm vừa lòng mọi người. Có lẽ cô nhận ra được tính nhạy cảm của vấn đề. Cũng vì hành động chào 3 ngón tay trên mà một số kênh truyền hình tại Việt Nam hùn nhau chỉ trích và hăm dọa Thủy Tiên. Một số bài viết về cô đã biến mất không lâu sau đó. Dường như chỉ có bài trên tờ báo Tuổi Trẻ nơi để link đến video mà Thủy Tiên chào bằng 3 ngón tay sau khi phát biểu bằng tiếng Thái là vẫn còn. Ngoài cách chào bằng 3 ngón tay khi được hỏi thêm về trải nghiệm của mình tại Thái Lan, trong phần chung kết, Thủy Tiên đã trả lời rằng khi cô đến Thái, cô không nhận được sự trợ giúp nào từ phía nước mình. Tuy thế, bây giờ cô đang đứng đây, chỉ còn 2 người trong vòng chung kết. Điều này cho thấy sự chăm chỉ của mình mang tính quyết định. Thủy Tiên cũng nhấn mạnh và nhắn gửi đến các khán thính giả rằng nếu bất cứ ai miệt mài và tập trung, ước mơ của họ có thể trở thành hiện thực. Trước, trong và sau khi cô Thủy Tiên trả lời câu hỏi này, âm thanh hậu trường vang lên hai chữ Việt Nam. Khi cô Thủy Tiên được ban giám khảo bầu chọn làm hoa hậu, không chỉ những người trong hội trường vui mừng hô to hai chữ Việt Nam, mà chắc là hàng triệu người Việt Nam tại Việt Nam và khắp nơi trên thế giới cũng vui mừng và hãnh diện về cô. Đây là hình ảnh Hoa hậu Thủy Tiên trong giây phút đăng quang. Thủy Tiên vừa xinh đẹp, vừa biết nói tiếng Thái và tiếng Anh lưu loát và biết trả lời các câu hỏi khá khôn khéo và nhất là biết lấy lòng người Thái trong cung cách giao tiếp của mình. Trước khi tham dự giải Hoa hậu này, Thủy Tiên cũng đã nổi tiếng tại Việt Nam trong các cuộc thi người đẹp, đã làm các việc từ thiện, kể cả kêu gọi mọi người ý thức về đại dịch COVID-19 và hỗ trợ cho các nhân viên y tế đứng đầu chiến tuyến. Rõ ràng, một người như Thủy Tiên chắc phải được sự ủng hộ khá tích cực và sâu rộng để được tham gia giải Hoa hậu lần này. Cho nên, khi Thủy Tiên phát biểu rằng cô không nhận được sự ủng hộ nào từ nhà nước, chỉ có một cách duy nhất để hiểu rằng không phải cô thiếu sự ủng hộ từ người dân hay người thân, mà là từ nhà nước, tức là thể chế. Người dân Việt Nam cũng luôn ủng hộ cô trong tiến trình này, nhưng nhà nước Việt Nam thì không. Trường hợp cô Thủy Tiên thì không được sự hỗ trợ nâng đỡ đáng kể nào từ nhà nước Việt Nam cũng là một điều hết sức bình thường. Còn nhớ Nguyễn Tiến Minh, người đứng đầu bộ môn vũ cầu tại Việt Nam trong hơn một thập niên qua đã chia sẻ những suy nghĩ tương tự khi mình đến Úc thi đấu. Khi được chính hỏi, tôi hỏi chính quyền Việt Nam có trợ giúp gì cho các nhà thi đấu của mình hay không, thì mình cho biết anh phải tự lo mọi thứ và không có sự hỗ trợ đáng kể nào cả. Đây là hình ảnh tay vợt lịch sử Nguyễn Tiến Minh bỏ tiền túi đi thi và giành huy chương đồng châu Á môn cầu lông vào năm 2019. Những công dân Việt Nam ra hải ngoại bằng những con đường hợp pháp như du lịch hay bất hợp pháp như vượt biên, vượt biển. Các làn sóng người tị nạn sau này đến Úc hay châu Âu không phải là các làn sóng đi tìm tị nạn từ sau năm 1975 đến năm 1996. Khi gặp phải khó khăn thì họ cũng không được chính quyền Việt Nam giúp đỡ gì. Không những không được trợ giúp mà còn có thể nói là còn gặp khá nhiều khó khăn từ nhân viên làm việc tại các tòa đại sứ quán Việt Nam hay các cơ quan công quyền của Việt Nam có mặt. Những câu chuyện này được tường thuật đi khắp nơi, các đại sứ tại Bỉ, Úc, v.v. đã lạm dụng quyền uy để thu phí cao hơn mức quy định đối với công dân Việt Nam hay Việt Kiều. Đó là chưa kể các hành vi tắc trách của họ.
lẽ ra họ phải có trách nhiệm giúp đỡ cho công dân của mình khi gặp khó khăn, thì những người phải giúp có vi phạm pháp luật hình sự hay luật di trú của quốc gia sở tại hay không, nhưng tòa đại sứ lại dường như phủi tay về những việc này. Gần đây nhất là vào cuối tháng 11 vừa qua, 500 công nhân Việt Nam đã bị lâm hoàn cảnh bi đát vì ký hợp đồng với công ty sản xuất vỏ xe Shandong của Trung Quốc nên sang Serbia làm việc từ tháng 5 đến nay. Những công nhân này được mô tả là đang run rẩy trong doanh trại không có lò sưởi, đói và không có tiền, trong khi hộ chiếu của họ đã bị chủ nhân người Trung Quốc lấy đi. Đây là hình ảnh bài viết bằng tiếng Anh trên báo nước ngoài về công nhân Việt Nam làm cho Trung Quốc đang kêu cứu tại Serbia. Như một bài viết trên đài FA vào ngày 21 tháng 11 rằng, Đại sứ quán là cơ quan chỉ có nhiệm vụ duy nhất đối với kiều bào là cấp và đóng dấu hộ chiếu, mọi việc khác xin lỗi không phải nhiệm vụ của chúng tôi. Tuy không phải được chính quyền của mình bảo vệ và nâng đỡ, nhiều người vẫn im lặng và không dám lên tiếng. Những người nào lên tiếng than phiền hay nói điều gì bất lợi cho chính quyền Việt Nam hay đại diện của họ tại các đại sứ quán ở khắp nơi, khi về nước chắc chắn sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Trong khi đó, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các đại sứ quán ở chính phủ dân chủ như Mỹ, Anh, Úc là bảo vệ công dân của mình. Họ đã hoàn toàn làm khác với đại sứ quán của các nước cộng sản. Cho dù công dân của họ có vi phạm pháp luật, kể cả tội giết người hay các tội phạm nghiêm trọng khác, các tòa đại sứ khắp nơi cũng phải làm tất cả những gì có thể để công dân của mình được đối xử công bằng và hợp pháp, và nhất là được trở về nước mình sớm nhất như có thể. Mọi người dân đều có quyền yêu cầu chính quyền của mình có trách nhiệm giúp đỡ khi gặp khó khăn. Nếu đó không phải là trách nhiệm của chính quyền thì là của ai đây? Câu hỏi được đặt ra. Chính quyền được bầu lên để làm gì? Đây là hình ảnh thảm kịch 39 người Việt Nam chết trong thùng xe container đông lạnh ở Anh vào năm 2019 vì tìm đường mưu sinh. Quyền lực phải luôn đi đôi với trách nhiệm. Quyền lực càng cao thì trách nhiệm càng phải lớn. Tuy vậy, đây chỉ là đặc tính hay bản chất của các nền dân chủ. Trong khi đó, vẫn có những chế độ nắm quyền lực gần như tuyệt đối trong tay mà lại không phải chịu trách nhiệm gì cả. Vì thế mà nạn nhân là những người sống ở những đất nước này bị nạn tham nhũng, lạm quyền và làm hư hỏng một cách tuyệt đối trong các thể chế này là điều không có gì ngạc nhiên. Các cơ quan công quyền tại Việt Nam cũng như đại sứ quán khắp nơi nói cho cùng là cỗ máy hành dân và chỉ biết thu phí dịch vụ cao hơn mức đề ra mà thôi. Họ chỉ tuân hành mệnh lệnh từ cấp cao nhất. Cách hành xử của họ như thế là vì họ không thấy phải chịu trách nhiệm hay mang ơn người dân. Họ chỉ chịu trách nhiệm với Đảng và mang ơn của Đảng. Đảng là cơ quan quyết định gần như toàn bộ và tuyệt đối mọi chính sách đối nội và đối ngoại, trong khi các cơ quan hành pháp, lập pháp và tư pháp, cũng như truyền thông, cũng chỉ để thi hành mệnh lệnh của Đảng. Vấn đề nằm ở độc Đảng mà ra. Và chỉ khi các cơ quan công quyền là gồm máy hoạt động phi chính trị với chính quyền và thi hành mọi trách nhiệm của mình dựa trên hiến pháp và pháp luật là chính, chính sách chỉ là phụ, thì lúc đó các vấn đề chính trị sẽ giảm thiểu hay không còn. Lúc đó, trách nhiệm giải trình là thuộc cả về chính quyền lẫn cơ quan công quyền, thuộc tất cả những ai có uy quyền hoặc quyền lực trong tay. Còn khi nào các cơ quan công quyền vẫn còn bị chính trị hóa và bị các đảng chính trị thao túng, thì lúc đó thay vì phục vụ người dân, họ lại đi hành người dân. Quý vị và các bạn vừa xem bản tin Chủ nhật ngày 19 tháng 12 năm 2021, Người dân và chính quyền Việt Nam mối quan hệ một chiều. Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày 18 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Vì sao đấu giá 4 lô đất ở Thủ Thiêm gây kinh ngạc, khó hiểu. Dư luận và báo chí tại Việt Nam rất quan tâm đến giá kỷ lục trong phiên đấu giá 4 lô đất thuộc khu chức năng số 3, khu đô thị mới ở Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh hôm 10 tháng 12. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh hôm ấy cho biết 4 khu đất ở vị trí đẹp nằm cạnh đại lộ Vòng Cung, trung tâm khu đô thị mới Thủ Thiêm, quy hoạch 1/500 đã được phê duyệt, cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh. 4 lô đất ấy có ký hiệu là số 3-5, 3-8, 3-9 và 3-12. Đây là hình ảnh lô đất Thủ Thiêm được đấu giá cao gấp nhiều lần giá khởi điểm, gây kinh ngạc cho giới đầu tư bất động sản cả nước. Giá mua kỷ lục. Lô đất 3-5 được đấu giá đầu tiên diện tích 4.446m2 với khởi điểm là 578 tỷ đồng. Đơn vị trúng đấu giá lô đất 3 năm là công ty cổ phần Dream Republic với giá đấu giá thành công là 3.820 tỷ đồng.
gấp 6,6 lần giá khởi điểm. Lô 3 đến 8 diện tích hơn 8.500 m² có giá khởi điểm là 1.000 tỷ đồng. Công ty cổ phần Shinmeca chúng đấu giá với mức kỷ lục là 4.000 tỷ đồng, tăng gần 4 lần với giá khởi điểm. Lô 3 đến 9 diện tích hơn 5.000 m² có giá khởi điểm hơn 728 tỷ đồng. Công ty đầu tư và phát triển thương mại Bình Minh mua với giá 5.026 tỷ đồng. Lô 3 đến 12 diện tích 10.000 m², giá khởi điểm 2.900 tỷ đồng. Công ty đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt mua được với giá 24.500 tỷ đồng. Trước đó, vào tháng 5 năm 2020, tin cho hay Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận đấu giá quyền sử dụng đất đối với 4 lô đất này thuộc khu chức năng số 3 trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, quận 2. Tổng diện tích của các lô đất này là 30.082 m². Mục đích sử dụng các khu lô đất là đất ở tại đô thị, tức là khu nhà ở chung cư hỗn hợp kết hợp chức năng thương mại và dịch vụ. Hình thức sử dụng đất là nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Thời hạn sử dụng đất là 50 năm tính từ thời điểm có hiệu lực của quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất. Đây là hình ảnh ông Đỗ Anh Dũng, chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàn Minh, công ty đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt và thành viên tập đoàn Tân Hoàn Minh. Và khả năng công ty Tân Hoàn Minh như thế nào? Đây là câu hỏi mà dư luận cũng đặt ra. Công ty đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt mua lô 3-12 với giá 24.500 tỷ đồng, tương đương với 1,1 tỷ đô la, khiến lô 3-12 nay có giá trị tương ứng khoảng 2,43 tỷ đồng trên mỗi mét vuông. Đây là một thành viên của tập đoàn Tân Hoàn Minh. Trang Cà Phê Lan đặt câu hỏi Tân Hoàn Minh lấy đâu ra tiền để trả tiền mua đất khi tại thời điểm cuối năm 2020, tổng tài sản trên sổ sách của Tân Hoàn Minh là 20.052 tỷ đồng, không đủ 1 tỷ đô la. Và bóng dáng Vạn Thịnh Phát lại bắt đầu được khởi hành hay sao? Câu hỏi cũng được đặt ra. Lô đất từ 3 đến 5 được công ty cổ phần Dream Republic mua với giá đấu thành công là 3.820 tỷ đồng, gấp 6,6 lần giá khởi điểm. Lô 3 đến 8 được công ty cổ phần Zmega mua với mức giá 4.000 tỷ đồng, tăng gần 4 lần so với giá khởi điểm. Báo Nhà báo và Công luận, cơ quan của Hội Nhà báo Việt Nam vào hôm 13 tháng 12 cho rằng công ty Dream Republic và công ty Zmega đều có những mối liên hệ mật thiết với tập đoàn Vạn Thịnh Phát, tức là tập đoàn bất động sản hàng đầu tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tờ báo này viết rằng, nhìn vào kết quả kinh doanh eo uột của hai doanh nghiệp vừa bỏ hàng ngàn tỷ đồng để thâu tóm hai lô đất vàng tại Thủ Thiêm với giá trên trời, các chuyên gia cho rằng hai doanh nghiệp này khó có tiềm lực để thực hiện dự án. Và liệu hai doanh nghiệp này chỉ là vỏ bọc của một tập đoàn lớn không xuất hiện trong quá trình từng bước thâu tóm hàng loạt các vị trí vàng tại Thành phố Hồ Chí Minh hay không? Đây là hình ảnh bán đảo Thủ Thiêm ở thành phố Thủ Đức đã hình thành quy hoạch khá đẹp và rõ ràng. Về công ty thương mại Bình Minh, lô 3-9 do công ty đầu tư và phát triển thương mại Bình Minh mua với giá 5.026 tỷ đồng. Trang này tường thuật như sau. Chủ tịch hội đồng thành viên kiêm giám đốc Bình Minh là ông Trần Kiên cũng là cổ đông lớn nhất của doanh nghiệp. Dưới sự chèo lái của ông Trần Kiên, Bình Minh đem về nhiều nhất là 2,5 tỷ đồng doanh thu vào năm 2016, giảm về còn 1,9 tỷ đồng vào năm 2018. Dù vậy, 2 năm trở lại đây, từ 2019-2020, doanh nghiệp như đóng băng khi còn không ghi nhận doanh thu nào. Công ty này đăng ký thành lập ngày 24 tháng 9 năm 2021 với tổng vốn điều lệ chỉ có 100 tỷ đồng. Ngành nghề hoạt động kinh doanh chính là hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính. Thật khó lý giải vì sao một doanh nghiệp mới thành lập với tiềm lực tài chính như trên lại mạnh dạn đưa con số hơn 5.000 tỷ đồng để sở hữu lô đất vàng ở Thủ Thiêm. Trang Vietstock nhận xét lô đất còn lại 3-9 có diện tích hơn 5.000 m² do công ty thương mại Bình Minh trúng đấu giá với mức 5.026 tỷ đồng, gấp 6,9 lần giá khởi điểm. Đây là công ty khá kín tiếng tại Hà Nội, mới chỉ được thành lập từ tháng 9 nên không loại trừ khả năng đứng tên hộ cho một doanh nghiệp khác. Và viễn cảnh về tương lai sẽ ra sao? Tờ báo Thanh Niên dẫn lời ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam nhận định rằng, dù đây chỉ là một hiện tượng nhưng có khả năng tác động đến cả giá thị trường bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và các tỉnh lân cận nói chung.
Nếu đẩy giá tăng quá cao thì sẽ tạo ra bong bóng thị trường bất động sản và nguy cơ dẫn đến đổ vỡ hay đóng băng của thị trường này sẽ gây ra bất ổn cho nền kinh tế. Đây là hình ảnh quang cảnh cho phiên đấu giá 4 lô đất ở Thủ Thiêm vào ngày 10 tháng 12. Còn trong trường hợp doanh nghiệp trúng đấu giá rồi nhưng không hoàn thành hợp đồng, ngoài việc bị mất tiền cọc thì tác động nói trên vẫn còn. Do vậy, đối với những doanh nghiệp đã trúng đấu giá trong vụ đất Thủ Thiêm, nếu không hoàn thành nghĩa vụ tài chính sau đấu giá thì phải bị xử lý nghiêm để tránh các trường hợp tương tự xảy ra vì đã gây ra hậu quả rất lớn. Đó là phải cấm các địa vị trên và kể cả những doanh nghiệp liên quan tham gia cuộc đấu giá quyền sử dụng đất trên cả nước trong nhiều năm và thậm chí vĩnh viễn. Đồng thời cũng không giao các dự án bất động sản cho những doanh nghiệp đó thực hiện trong một thời gian dài, ông Đính đề xuất. Trên trang Vietnam Express, thì ông Huỳnh Phước Nghĩa, chuyên gia tư vấn cấp cao của công ty tư vấn kinh doanh hội nhập toàn cầu, cho rằng bất lợi sẽ nghiêng về các nhà đầu tư mới đang có ý định muốn cập bến Thủ Thiêm để kiến thiết đô thị giai đoạn sau này. Nếu nhìn xa hơn thì giá đất tăng thẳng đứng gấp 8 lần sẽ triệt tiêu sức hấp dẫn của Thủ Thiêm vì trì hoãn quá trình phát triển của đô thị mới và khiến nơi này đã bị lũng đoạn giá, ông nói. Nhưng ông Trần Khánh Quang, Tổng Giám đốc Công ty Việt An Hòa, nói với báo Kinh tế và Đô thị rằng kết quả đấu giá của đất Thủ Thiêm mang nhiều ý nghĩa tích cực. Một khi doanh nghiệp chấp nhận bỏ ra số tiền rất lớn để đấu giá đất, đồng nghĩa họ đã nhìn ra được vị trí đắc địa và những tiềm năng tương lai của khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đây là hình ảnh ông cựu bí thư Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải là người khởi nguồn cho những sai phạm vô cùng nghiêm trọng ở Thủ Thiêm, khiến cho người dân Thủ Thiêm rơi vào cảnh đau khổ suốt 20 năm nay, đến nay vẫn chưa tìm được công lý. Cũng không thể phủ nhận tính minh bạch, khách quan của chương trình đấu giá 4 lô đất vàng ngày 10 tháng 12 vừa qua, vì không qua đó sẽ phản ánh giá trị thật của bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh, mà cụ thể là ngay tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Thực tế giá đất ở đây cao vì doanh nghiệp đánh giá được giá trị thật của bất động sản khu vực này chứ không phải thổi giá mà không có cơ sở. Song việc đẩy giá đất lên quá cao cũng sẽ mang đến những mặt không thuận lợi cho thị trường bất động sản. Điển hình là kết quả đấu giá của những lô đất còn lại ở Thủ Thiêm sẽ rất khó khăn vì nếu thấp hơn cũng khó mà cao hơn cũng khó. Tức là trong tương lai chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phải xem xét lại công tác định giá đất. Chưa kể hậu quả đấu giá đất vừa qua có thể ảnh hưởng lâu dài đến thị trường bất động sản vì quá trình đấu giá khu đất tại Thủ Thiêm dự kiến vẫn còn kéo dài trong thời gian tới. Vô hình chung sẽ hình thành một mặt bằng giá mới do hiệu ứng té nước theo mưa gây ra cú sốc giá trên toàn thị trường. Tuy vậy, nếu căn cứ vào những bất cập này thì kết luận rằng phân khúc nhà ở bình dân sẽ bị bỏ trống là thiếu hợp lý bởi vì thị trường bất động sản tự do về giá, có giá cao và có giá thấp. Với khu vực Thủ Thiêm, đây là phân khúc chủ yếu dành cho nhà đầu tư, chỉ phù hợp với các dự án từ trung cấp trở lên, ông Quang nói.